Nha sang, konnichiwa Vâng, xin chào các bạn, rất vui vì lại được gặp lại các bạn trong series video đọc hiểu N4 và N5 Và mình xin tự giới thiệu mình là Nghĩa của Dũng Modi. Vâng, thưa các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của bài đọc hiểu số 24 Có tiêu đề đó là Nihongo de onegai shimasu Nihongo de À, tiêu đề này có nghĩa là gì các bạn nhỉ? Onegai là gì? Là làm ơn, làm phiền anh đúng không ạ? À, hãy uh, xin làm phiền, hãy nói bằng bằng tiếng Nhật đúng không ạ? Như hôm có tức là làm phiền, xin vui lòng hãy hãy nói bằng bằng tiếng Nhật đúng không ạ? Và như mọi khi thì trước tiên chúng ta sẽ cùng nhau, mình và các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đọc qua nội dung của bài đọc hiểu này một lần bằng tiếng Nhật và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau dịch bài đọc hiểu này các bạn nhé. Ai kiểu mẫu, Ichoni, Các bạn chú ý là khi các bạn xem video này thì mình đọc bằng tiếng Nhật đến đâu thì các bạn cố gắng vừa xem và vừa đọc theo mình để chúng ta chú ý cái cách phát âm tiếng Nhật đúng không Cái cách mình phát âm tiếng Nhật và cách lên xuống ngữ điệu trong tiếng Nhật đúng không ạ? Hãy để vào Ichoni, Gambarimasho. Tôi <laughs> là Alan. 大阪に住んでいるフランス人です。日本人の友達や会社の人、近所の人といつも日本語で話します。でも、デパートやレストランで店の人は私を見ると英語で 話します。私は日本語で質問しますが、店の人は英語で答えます。時々、店の人が話す英語がわかりませんから、ちょっとわかりませんと日本語で言うと、 また英語で一生懸命話してくれます。この間、図書館へ行く道がわかりませんでしたから、駅の前で日本人の男の人に日本語で聞きました。男の人はダメダメと言いました。 今度は女の人に聞きました。女の人は、図書館、えっ、ー、と、ライブラリーと言いました。それから一生懸命英語で説明してくれました。長い時間がかかりました。私はありがとうございましたと 日本語で言いました。それから、教えてもらった道を行きましたが、図書館はありませんでした。日本人の皆さん、日本語でお願いします。ワンは、あ、てぃちただ、今っかのいずんこばえうね、もらんぞい。 Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau dịch bài đọc hiểu này để các bạn ôn lại phần từ vựng và chúng ta cùng nhau hệ thống lại các cấu trúc ngữ pháp các bạn nhé. Đây. Hay, con câu đầu tiên. Ừ. Watashi wa Alan desu Vâng, à, trước tiên là Watashi là tôi, đúng không ạ? Tôi tên là Alan, đúng không Alan trong tiếng Nhật thì đọc là Alan nhưng mà viết ra nó sẽ là gì các bạn nhỉ? Đây đúng không ạ? À, Tên của người Pháp, đúng không ạ? À Alain. Ừ. Và Osakaに住んでいるフランス人です. Ừ. Học ở bài số 22, chúng ta đã học về mệnh đề bổ nghĩa cho danh từ rồi đúng không ạ các bạn? Thế nên, cái này từ sau, từ học càng học lên thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều các bạn ạ. Nó không phải chỉ là cái danh từ không mà nó sẽ là cả một cụm danh từ. Tức là danh từ đứng sau và trước nó sẽ là cái phần bổ nghĩa làm rõ nghĩa hơn cho cái danh từ đó nên các bạn chú ý nhé ừ. và uh, tôi là làm sao nhỉ tôi là người pháp ừ, người pháp mà đang sống ở Osaka đúng không ạ đấy Nihonjin no Tomodachi, kaisa no hito, kinjo no hito to itsumo Nihongo de ừ. Tôi thì làm sao nhỉ chủ ngữ đây bị lược bỏ đi đúng không ạ tôi thì thường nói chuyện Ừ. Tôi thì thường nói chuyện bằng tiếng Nhật với với người hàng xóm Kinjo là hàng xóm đúng không các bạn Kinjo no hito nó là người hàng xóm đúng không ạ Và người của công ty rồi là bạn bè người Nhật đúng không ạ Tức là anh này anh ấy thường nói tiếng Nhật với cả những người Nhật như là gì nhỉ Như là hàng xóm này người của công ty và bạn bè đúng không ạ Demo, depart ya restaurant Mise no hito wa Tôi to ego de Demo là gì nhỉ? Demo là nhưng mà à, Nó thường đặt ở đầu câu các bạn nhé Desu với cả demo Hai cái này rất hay đứng ở đầu câu Thế nhưng mà Thế nhưng mà làm sao nhỉ? Ừ. Ở, ở đâu các bạn nhỉ? Ở đây chúng ta có chợ từ đế đúng không ạ? Tức là ở đâu? Ừ. Ở nhà hàng hay là ở ở trung tâm mua sắm Trung tâm thương mại đúng không ạ? Thì người của, của cửa hàng Người của cửa hàng thì làm sao? hễ mà nhìn thấy tôi thì nói chuyện bằng tiếng Anh Đấy chưa? Ừ. chỗ này chúng ta có cấu trúc uh, về đự tốt đúng không? V đự tốt, ừ. về tốt là gì nhỉ? Là hễ hay là hay là khi đúng không ạ? Ừ. Ờ, hễ cứ nhìn thấy anh này, ừ. anh ấy là người nước ngoài, người Pháp đúng không ạ? Cứ nhìn thấy mặt anh ấy là lại nói chuyện bằng tiếng Anh. Cũng như bản thân người Việt chúng ta thôi. Ừ. nếu mà chúng ta nhìn thấy người nước ngoài đúng không ạ? Chúng ta cứ nghĩ là người ta chỉ biết tiếng Anh thôi chứ không bao giờ bản thân chúng ta nói bằng tiếng Việt cả mà bao giờ cũng nói luôn ra tiếng Anh. Vâng. Ờ. Tôi là tiếng Nhật ngữ để vấn vấn nhưng mà cửa hàng người là tiếng Ừ. Tôi thì làm sao nhỉ? Tôi thì hỏi bằng tiếng Nhật, ừ, shitsumon suru nhé. Ừ. Shitsumon là câu hỏi này các bạn này, kotae là câu trả lời đúng không ạ? Còn động từ của nó sẽ là shitsumon shimasu. Các bạn nhớ nhá. Ờ. Ừ. Tôi thì hỏi bằng tiếng Nhật, nhưng ở đây có gà đúng không ạ? Nhưng người của cửa hàng thì thì lại trả lời bằng tiếng anh thấy chưa khi mà chúng ta nói bằng cái ngôn ngữ nào thì các bạn cứ nhớ là ngôn ngữ của nước đó và cộng thêm trợ từ đế các bạn nhé nói bằng lại ừ. trả lời bằng tiếng anh tiếp theo toki toki no hito ga hanasu eigo ga wakarimasen kara chotto wakarimasen to nihongo de yu to mata eigo de isshou kenshmente kudasite kuremasu trong câu này các bạn có thấy là nó rất là dài và phức tạp và trong này nó còn có lẫn cả cái danh từ cái cụm danh từ mà được bổ nghĩa bởi một mệnh đề bổ nghĩa cho nó đúng không ạ và tôi là thi thoảng đúng không ạ thi thoảng làm sao nhỉ chúng ta phải nhìn vào cái chỗ cuối câu này và chúng ta dịch từ đây vì làm sao nhỉ vì thi thoảng tôi không hiểu tiếng anh tiếng anh như thế nào nhỉ tiếng anh mà mà gì nhỉ Mise no hito ga hanasu là tiếng Anh mà người của cửa hàng nói ừ. Thi thoảng, thi thoảng vì tôi không hiểu tiếng Anh mà người của cửa hàng nói Nên, ừ, nên làm sao nhở? Hễ mà tôi, ừ. chúng ta lại nhìn vào cuối câu yêu Nên mà, hễ mà tôi nói là gì nhở? Chốt tổ akaremasen, hễ mà tôi nói là xin lỗi tôi không hiểu một chút Đúng không ạ? Thì, ừ. mata eigo de isshokenme hanashite kuremasu thì thì làm sao nhỉ thì người của cửa hàng lại uh, nói uh, lại cố gắng nói cho tôi bằng tiếng anh được chưa lại cố gắng nói cho tôi bằng tiếng anh ở đây các bạn phải chú ý đến cuối câu đúng không ạ chúng ta có cấu trúc ngữ pháp đó là vt đó là ai đó làm gì cho mình đúng không ạ thì ở đây anh này hễ mà anh ấy nói bằng tiếng 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 nhật là gì nhỉ xin lỗi tôi không hiểu thì thì người của cửa hàng lại nói cho anh ấy

Kikimashita ở đây rất là dài đúng không ạ? Và chúng ta lại chia ra làm hai vế các bạn nhé. Thứ nhất là kara là gì nhỉ? Kara là vì đúng không ạ? Vì làm sao các bạn nhỉ? Ở đây kono là kono là hôm nọ. Ừ. Vì hôm nọ tôi đã không biết đường đường gì nhỉ? Đường mà đi tới càng là thư viện đúng không ạ? Hôm nọ vì tôi đã không biết đường tới thư viện thế nên là Eki no mae de Nihonjin no otoko no hito ni hôm cô đấy thì mà thế nên là uh, tôi làm sao nhỉ Tôi đã hỏi bằng tiếng nhật người con trai nhật ở trước nhà ga đúng không ạ ô tô con tố ạ dame mê to mê và người con trai thì làm sao nhỉ đã nói người con trai thì đã nói là uh, các bạn nhớ nhé cái imas với cả tố omimas ấy bao giờ là Đi kèm trợ từ trước nó bao giờ cũng là trợ từ tố Cái này nó biểu thị cái nội dung Nói nội dung gì và nghĩ nội dung gì Đúng không ạ? Và người con trai đã nói là Không được, không được Đúng không ạ? Kondo wa onna no hito ni kikimashita Và lần tới thì Lần tới thì tôi đã hỏi Người con gái Tôi đã hỏi một người con gái Đúng không ạ? Onna no hito wa toshokan Eto, library imashita và người con gái này thì làm sao nhỉ người con gái này đã nói là đã nói là toshokan là thư viện thư viện á ờ uh, eto eto là câu mà ngân nghe khi chúng ta ngập ngừng nói một cái điều gì đúng không uh, library ừ, tức là cô con gái này nói bằng tiếng nhật là toshokan rồi xong rồi tự nhiên nói bằng tiếng anh là library các bạn biết từ library trong tiếng anh rồi đúng không ạ nó có nghĩa là thư viện đúng không ạ ừ sau đây là một câu Ở đây chúng ta lại có cấu trúc là VT Kremas là ai đó làm gì cho mình. Sau đây là là và sau đó đúng không ạ? Và sau đó người con gái đã ừ, đã giải thích bằng tiếng Anh ừ, đã Ishokeme là gì nhỉ? Vừa nãy chúng ta nói rồi Ishokeme là đã nỗ lực hết mình đúng không ạ? Và sau đó người con gái đã nỗ lực hết mình giải thích cho tôi bằng tiếng Anh đúng không ạ? Nagai jikan ga kakarimashita. Ở đây chúng ta lại cùng nhau nhớ lại động từ kakarimas là là tốn thời gian, tốn mất bao lâu đúng không ạ? Đã mất rất là nhiều giờ. Nagai là dài còn jikan là thời gian và đã tốn thời gian một cái thời gian rất là dài đúng không ạ? Hay eh watashi wa arigatou gozaimashita to nihongo de imashita. Và watashi là tôi. Ừ. Và tôi đã nói nói bằng tiếng Nhật Rằng gì? Arigato gozaimashita là cảm ơn. Ừ cảm ơn xin cho thành cảm ơn đúng không ạ? Sore kara và sau đó thì làm sao nhỉ? Ừ. Oshiete moratta michi o ikimashita ga. Ừ. Toshokan wa arimasen deshita. Ừ. Sau đó thì làm sao? Ừ. Sau đó ừ tôi đã đi ừ tôi đã đi. Đã đi cái gì? Đã đi cái con đường mà mà người con gái đã chỉ cho tôi ừ. ở đây nó có oshiete morata ở vt là ai đó làm gì cho mình đúng không ạ thì nó bằng với cả oshiete kuremas nhưng các bạn hãy chú ý đến cái trợ từ đi kèm với cả cái câu được chưa ừ. trong trường hợp này nó bị lược bỏ đi đúng không ạ người đáng ra phải là gì nhỉ onna no hito ni ừ. Oshiete Morata Michi đúng không? Cái con đường, cái con đường như thế nào? Cái con đường mà đã được người phụ nữ chỉ cho đúng không ạ? Ừ. Tác giả đã làm sao nhỉ? Ừ, tôi đã đi cái con đường mà người phụ nữ chỉ cho tôi. Ừ. nhưng ga ừ. nhưng làm sao nhỉ? Nhưng toshokan wa arimasen deshita. Ừ tôi đã đi theo cái con đường mà người phụ nữ đã chỉ cho tôi nhưng thư viện thì làm sao đã không có ở đấy, đã không có ở đấy nhá. Ờ Nihonjin no minasan, Nihongo de onegaishimasu. Ừ. Nihonjin no minasan ừ. no là các bạn người Nhật phiền các bạn hãy nói bằng tiếng Nhật, đúng không ạ? Tất cả câu chuyện này rất là buồn cười đúng không các bạn? Ừ. Có một anh người Pháp, anh ấy biết nói tiếng Nhật và anh ấy nói chuyện với người Nhật bằng tiếng Nhật. Thế nhưng mà người Nhật thì làm sao? Nhìn thấy anh ấy cứ nghĩ anh ấy là người nước ngoài không hiểu tiếng Nhật nên người ta lúc nào cũng cố gắng nỗ lực đủ sức để nói chuyện với cả anh ấy bằng tiếng Anh nhưng mà cuối cùng tiếng Anh mà người Nhật sử dụng thì nó không đúng và... Anh ấy đã bị bị đi lạc đường, thế nên là anh ấy rất là buồn và anh ấy đã nói câu cuối là gì? Rất mong các bạn người Nhật các bạn hãy nói tiếng Nhật cho tôi bởi vì tôi biết nói tiếng Nhật, đúng không ạ? Vâng, thưa các bạn thì đó là chúng ta đã uh, cùng nhau đi xong nội dung của bài đọc hiểu lần này và nếu các bạn có câu hỏi hay có thắc mắc gì, các bạn cứ comment ở phía dưới mình sẽ trả lời tất cả các thắc mắc của các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong các video đọc hiểu sắp tới. はい、皆さん、ありがとうございました。では、さよなら。